Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Reaction Đời đổi, đổi đời với team tình anh em đó. Yeah, ok, được rồi. Thì trước khi bắt đầu nội dung thì các bạn hãy nhớ là đăng ký cho kênh Ganana Free Fire Việt Nam. Đó, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi mà Ganana Free Fire đăng video mới nhất nha. Các bạn sẽ được cập nhật những cái thông tin mới nhất. Đã biết là thôi, không công giờ của anh em nữa. Chúng ta lên đường. Ai cho ta hạnh phúc? Ai? À. Sam cho Sĩ hạnh phúc công. Đấy, MV này là tôi sẽ cùng đóng với WAZ Sam nhớ. Ý cười. để chúng ta để ý về Sam một chút đi, là cái MV này Sam đã phải make up theo một cái cách tôi tạm gọi là ôi không xinh lắm, và chúng ta có một cái nốt ruồi ở đây. Ôi nàng Sam đáng yêu của tôi, thôi công nhận thương thật, thương thật. Thật ra tôi đóng vai Chí Phèo ấy thương không kém, một cách là tôi bị make up một cái vết sẹo ở đây nữa. Chúng ta let's go, giới thiệu nhân vật nhá. Rồi cười muội TV á. Mạnh Phân Kỳ, Vô Lý Gaming, Vô Lý Gaming. Dạ. Trăm cái năm thì Sơn Tóc Đỏ. Dạ. Mọi người thường bảo anh Sĩ Kẹo vẫn ép hay. What? Cả người ngồi cái game không biết gì về. Có mà. Tôi biết điều mà. Nhưng mà bây giờ khổ lắm, tôi không có người yêu. Bra. Này, kể với các ông nhá. Chúng thu nhục lá mấy anh em ạ. Tôi ra ngoài đường, toàn thấy cặp đôi chúng nó chở nhau. Ôi. Thôi, tôi chấp nhận số phận. Nhiều kiểu mình làm cái gì có lỗi mà mình đéo có người yêu ấy. Đau đầu. Tìm thằng họ còn khuyên nên bỏ game sớm đi. No. Sự kiếm bạn gái thì cứ như thế. Rồi, cái bạn gái đây. Ok. Bằng đầu tuổi của anh. Sam. À chết cụ rồi. Câu ạ, chết con mẹ nó rồi. Kiểu quay MV về chết mẹ tôi, tôi cảm thấy mình trong lòng cứ có tình cảm với Sam bỏ mẹ. Tình hình là chuyên mưa đại chiến này vô Sài Gòn rồi, gặp lại Sam tôi sẽ phải lếu lều. Nhầm. Không nhầm. Một cô gái nhỏ, em nè, là một nàng. Chắc đến đau đầu, khổ ông Sơn Tóc Đỏ anh em ạ. Trăm cân năm, cái này sơn lên đầu ấy cậu. Nhắc đến lại thấy khổ ông trăm cân năm cậu, cái này là sơn lên đầu ấy. Sơn đầu xong rồi ông cha ông hay xoa tay mặt này, đỏ hết cả tay chân mặt mũi luôn. Là một nàng streamer cũng có nhiều người xem. Bề ngoài thì chẳng lo, cứ ngồi câu tim suốt ngày. Trông ở tiếng ngồi. Sam ơi, nhưng mà Sam chân ngắn thôi. Hả? Đáng yêu mà. Thế với công Sam ở ngoài trông đáng yêu dễ thương. Ngồi câu tim suốt ngày. Hả? Em chẳng giống với. Chứ hoạt động sao? Chẳng biết thế nào. Xin kẹo xuất hiện. What? Làm bác đâu đây thầy Vô Lý làm sao? Chẳng Sĩ chơi rồi còn đang Sam đáng yêu. Nhưng cảm xúc tự nhiên trong tôi thì chồng tôi đi vãi cả lì nữa. Sao mà tôi sinh ra trong cái hoàn cảnh gọi là tôi cảm thấy mặt tôi trông đi câu rồi. Tôi thể đi thỏa thế nhỉ. Đôi khi cùng với bạn bè. Nghiêm túc chơi game này. Ồ. Lăn đi bao nỗi u phiền, những khó khăn luôn bùa vây. Ta luôn tươi mãi yêu đời. Thịt thì trời khi đánh tới. Mọi cờ ra pha cứ sống với đam mê và nụ cười trên môi. Yeah. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị đến đoạn tôi tỏa sáng. Tôi nhớ là ui, tôi hát rap thì thôi rồi, đúng là nghe nhá. Ai ạ, con trai chơi game là xấu, con gái chơi game chắc chắn là đầu gấu hổng nó. Nhất định cái như vậy không đúng hoặc là sai. Đừng đặt suy nghĩ của mình vào một ai. Chơi game để giải trí nhưng cảm xúc thật tuyệt. Biết bao chim mơ coi đó là công việc. Chơi vì mình thích và thích thì chơi thôi. Cộng đồng lớn mạnh không bao giờ đơn thôi. Đây. Mãi bên nhau, anh nhè. Bắt đầu, ok. Mai là anh em nha. Tóc này mặt tôi nó nọng vai. Sao? Nhưng mà trông sao đáng yêu mà. Không
không? con tiêu tôi nó cứ bị rối bời thôi. Tôi cần tập trung một chút trước khi chúng ta sẽ reaction. Ok. Yes. Chạm đi ra. Mấy chỗ thì đang hôn nhau. Quả đang định hôn nhau thì cắt cảnh các bạn. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Ui, cắt cảnh mà tôi được hôn đâu. Ngày nào cùng son phấn váy hoa lụa là vậy mà mày phải nghĩ vẫn thương em mà thêm cả chim mất trăm cần làm cũng đang dám em chung mặt ông Tram. Chung mặt ông Tram này. Tram ơi là Tram ơi, bớt game mình đánh em chết Tram ơi. Đùa rồi, quay MV này có khi Tram về lại bị bớt game mình bục trò đi. Không trượt phát nào. Đầu đầu lắm. Nhiều khi căng thẳng mệt mỏi bám lấy ta, chẳng ai bên cạnh cho ta. Bác gấu đẹp trai luôn, anh cả của Free Fire, anh cả của làng Free Fire, cộng đồng quân đoàn Free Fire luôn, được luôn anh ạ. Phải nói ok, phải nói là biểu cảm bác gấu rồi diễn xuất rất là ok, được luôn anh ạ. Tìm kiếm ở đâu một tình yêu chân thành. Hãy nhìn đi ơi, tựa vào vậy. Ui, cầu cầu nhìn nhá. Ôi giời ơi. Sam ơi, tựa vào vai anh đi, em sẽ thấy được bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này. Ok. Đang reason nhá. Rồi ok. Tìm kiếm ở đâu một tình. Ui giời ơi, nhìn cái câu nhạc. Ui giời ơi Sam. Sam ơi. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Phản xạ tự nhiên. Bruh. Ai, dẫu sao thì cái nốt ruồi này nó cũng không thể che đi được sự xinh xắn của Sam công hả? Bác gấu thì ạ. Tôi thể đéo hiểu sao cả cái MV tôi chỉ thấy mặt tôi nó đĩ vãi cả lìn ra. Được VL vợ. Nhưng khó khăn luôn bùa vây, ta luôn tươi mới yêu. Đoạn này chỉ bác gấu hát được thôi, phải nói là bác gấu hát rất hay, ok luôn, yêu bác gấu luôn. Cuối cùng thì tôi cũng đã có được hạnh phúc rồi công ạ. Tôi có được sẵn đây, làm Simo Refine mày cho chúng tôi một cái. Dạ. À, và còn một bí mật nữa muốn tiết lộ với anh em nhá. Ok, vậy là đối với cái MV này phải nói là thật sự là mọi người đi quay rất là mệt. Tức là bọn mình quay từ lúc là 10 giờ sáng đến tận 3 giờ đêm này mới xong mọi người. Bây giờ vui khi sản phẩm của team mình, team tình anh em này được mọi người ủng hộ nha. Yo, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sắp tới sẽ có nhiều sản phẩm kết nối giữa Xích Kẹo và các YouTuber khác nhá. Anh em nhớ đón xem nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cày view cho team mình giành được top 1 trong cái cuộc thi vòng 2 MV của Ghana Free Fire nhá. Yo. Ok. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những cái video reaction tiếp theo nha. Yo.